sau khi thầy lập gia đình xong là cái chổi là cứ quét nhiên vào két thôi. Ôi thầy chết rồi. Nhập linh ra rồi. Đề nghị chú rể trở về vị trí chiến đấu. Đề nghị chú rể trở về vị trí chiến đấu. Hoan, Hoan ơi, Hoan ơi, anh mất tiền rồi, Hoan ơi, Hoan ơi. Nhật Tình nào, anh ở đâu Nhật Tình? À, Hoan, Hoan. Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây, còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì? Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em, kia dĩ vãng mùa thương vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm định mệnh chia rẽ đôi ta, em biết làm sao? Mùi tóc, làn môi và thư tình, anh xin gửi lại em. Với tất cả cuộc vui, anh cũng xin trả lại em. Rồi mai em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi. Thôi em hãy đi về, khóc chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm càng sâu. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên khác. Đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu giùm em, nào ước muốn giàu sang mới tình duyên trái ngang. Em vì chưa hiểu nên đành câm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên thu. Kể từ đây còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì? Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em, kia dĩ vãng mùa thương vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh sao tình ta bấy nhiêu kỷ niệm. Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta, em biết làm sao? Mùi tóc, làn môi và thư tình, anh xin gửi lại em. Với tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Rồi mai em theo chồng, đời đời em vẫn nhớ mãi môi tình đầu tiên. Thôi em hãy đi về, khóc chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm càng sâu. Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bên khác. Đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu giùm em, nào ước
trái ngang. Em vì chưa hiểu nên đành cấm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên thu. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên thu. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào trong đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên. Sinh thay một thú trên ngàn bầu trời cảnh vật ý, ý, ý. Phong nghi quan bốn mùa trên bát ngát. Có bài gì chả có. Thầy ơi. Hả? Anh này anh mở hàng bài tội tình. Tội tình à? Tội tình có ngay. Sau đây ca sĩ Alessandro Tiến xin gửi tới quý khách bài hát tội tình. Này. Dạ. Có phải thằng này chết vụ chợ vòm bên Nga dạt về đây không? Ô sao đại ca tinh thế? Đúng, ông này Nga mà. Ừ. Học học viện Tchaikovsky đấy. Nhưng mà học âm nhạc. Thỉnh thoảng ra chợ vòm bán con bò thôi. Nhưng mà từ cái hồi chợ nó cháy. Thôi. Trật tự để tao nghe. Sao em bỏ ra đi, anh nào có tội tình gì? Sao em bỏ ra đi, anh nào có lỗi lầm chi? Sao em bỏ ra đi, để anh thương nhớ hoài ôm kỷ niệm. Buồn lên mấy nẻo hẹn hò em biết không? Sương khuya lạnh đôi vai, đi về thui thủi một mình. Ưu tư nặng con tim, anh buồn thao thức cả đêm. Sao em bỏ ra đi, bỏ quên anh giữa dòng đời xuôi ngược. Giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi. Trong bơ vơ, trong nỗi đau vui, anh chợt biết rằng tội anh nghèo rất trái mộng tươi. Mà trèo cao vướng sợi tình rồi, nên té giữa đời ôm trái sầu buồn đơn côi. Anh mang tội si mê nên đường yêu lạc nẻo về. Anh mang tội yêu em khi đời anh chẳng bàn tay. Nay em bỏ ra đi, đêm đêm hiu hắt sâu ngơ ngẩn buồn. Buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nào. Sương khuya lạnh đôi vai, đi về thui thủi một mình. Ưu tư nặng con tim, anh buồn thao thức cả đêm. Sao em bỏ ra đi. Thôi bỏ... Kìa ông, ông định đi đâu đấy? Tôi lại đi tìm tôi. Ô, ông tìm được ông rồi cơ mà. Bây giờ người phải đi tìm chính là tôi. Hình như cái ả người yêu đẹp như tiên của ông đang đến kia kìa. Phố nhỏ em đêm chìm dần trong đêm, lạnh bước chân đơn bóng đường trần, mà lòng tái tê xa vắng vọng về.
men đắng nào cho với những thương đau em đã bỏ ta rồi. Từ ngày em đi, thành phố xưa như quên mất nụ cười. Từ ngày em đi, mưa gió gọi về những đêm trường như hoang vắng điều hiu. Em còn nhớ những ngày xưa đó em ta dìu trên đường về, mình cầm tay nhau trời khuya gió đưa, trăng tàn trên lối nhỏ mình vui suốt đêm thâu. Nay dáng nhỏ xa rồi, chỉ còn ta thôi về với ta. Trên suốt nẻo trần mà đường chân ai hay, cái đắng đọa đây. Kỷ niệm này đã xa khuất tầm tay. Phố nhỏ em đến chìm dần trong lạnh, bước chân đơn bóng đường trần mà lòng tái thế xa vắng vọng về. Men đắng nào cho với những thương đau em đã bỏ ta rồi. Từ ngày em thành phố xưa như quên mất nụ cười. Từ ngày em đi, mưa gió gọi về những đêm trường như hoang vắng điều hiu. Em còn nhớ những ngày xưa đó em ta dìu trên đường về, mình cầm tay nhau trời khuya gió đưa, trăng tàn trên lối nhỏ mình vui suốt đêm thâu. Nay dáng nhỏ xa rồi, chỉ còn ta thôi về với ta. Trên suốt nẻo trần mà đường chân ai hay, cái đắng đọa đây. Kỷ niệm này đã xa khuất tầm tay. Công Vua Thần Ngao hôm nay mày định hát bài gì đấy? Tâm sự với em. Vâng, ca khúc Tâm sự với em. À, sáng tác Tam Hùng Nhớ. Vâng, bản tình ca gì nhỉ? Tâm sự với em. Bản tình ca Tâm sự với em, sáng tác của Tam Hùng Nhớ. Và với chương trình trợ của Vũ Đoàn 108 tháng, tôi xin được chương trình Akira Công Điện Thanh Thôi Lâm Trần Tâm. Và người cuối cùng tôi xin được giới thiệu đó là Châu Gia Trột. Các cô phải tiêm vào bóng bán chưa? Vâng, kính thưa ông, với sự yểm trợ của Hữu Đoàn 108 tháng, chúng tôi hy vọng sẽ đem đến cho hội hôn một chương văn nghệ thật là đặc sắc, ý nghĩa và tình cảm. Sau đây tôi xin được nhường mic cho ca sĩ Nhật Tinh Ngao. Xin mời anh. Em nà, anh dù đến canh để anh muốn ná, để canh anh muốn nuôi mất đẹp. Em vô tình, em chẳng hiểu cho anh trong những đêm sâu vương.
giờ trách em đâu phải để bất tin, nhưng tại vì anh buồn, vì hai chúng ta hai cuộc đời như một, chung một niềm sầu vào lúc tuổi 20, trong lúc vòng tay anh chưa tròn ẩn ai, nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ đơn côi. Thương nhau rồi anh thường sợ khi xa anh mất đi người yêu, lòng ước mơ hoa pháo nở đỏ đường, nhưng một lòng không tròn. Vì sao thế em, chắc một mình em hiểu, em thường bảo rằng tình cảnh dù trống gai em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng làm thân gái lỡ yêu nên sợ thương đau. Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời, cho người yêu con thương con thật nhiều như châu yêu mến cầu. Em ơi hay chăng anh đang khóc hận vì duyên ta lỡ lầm, trên vùng ăn năn xin em hiểu rằng anh chỉ yêu mình nghe. Anh cam chịu chấp nhận sự yêu em trong trái ngang khổ đau, phần số anh thương để như an bài cho cuộc đời bé nhỏ. Vì sao thế em, chắc một mình em hiểu, em thường bảo rằng tình cảnh dù trông gai em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay. Con yêu suốt đời, cho người yêu con thương con thật nhiều như châu yêu mến cầu. Em ơi hay chăng anh đang khóc hận vì duyên ta lỡ, trên vùng ăn năn xin em hiểu rằng anh chỉ yêu mình nghe. Anh cam chịu chấp nhận sự yêu em trong trái ngang khổ đau, phần số anh thương để như an bài cho cuộc đời bé nhỏ. Vì sao thế em, chắc một mình em hiểu, em thường bảo rằng tình cảnh dù trông gai
em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay. Em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay. Em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay. Hay, mày đuổi hết cái đám cái không mời mày đến đi cho tao. Đây không phải là cái chợ đâu. Vâng ạ, vâng ạ. Đồng môn cái mặt anh mở cướp đồng của mày không bền được đâu. Nu, anh chúc em hạnh phúc. Thể hiện các khúc rồi, các ai có phải không? Ôi trời ơi! Dạ! Tôi nhà mày! Dạ vâng! Xin cảm ơn ý kiến của một vị đại diện cho họ nhà gái, đấy là bố của Châu! Vâng! Hai cái công nôn không? Ôi, sao dại thế hả em? Ô tô có không đi, đi xe đạp để đến nông nỗi này! Mà này, thế vào phối hợp với con cái nhà trong làng đấy! À! Thằng này nó phối mi con chi nhà trẻ đấy. Này, mày biết hát không? Dạ có. Biết hát đi. Thế thì mày phải hát một bài thì tao mới cho mày mà nè. Nè. Dạ hát bài gì ạ? Thì mày cứ hát toạc cái chuyện tình của mày với con chi nhà trẻ ở nóng nơm nóng ngã. Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, tưởng không bao giờ gặp nữa. Nhưng bỗng một hôm trên đường ra phố thì tôi gặp người yêu ngày nào. Đôi mắt ưu tư thân buồn nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như chưa từng quen biết. Cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi trong những đêm không ngủ bên đèn nhìn khói thuốc bay. Em dĩ vãng đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người xưa bao lần không ướt vai tôi trong những đêm nghẹn ngào. Rồi ngày tháng em trôi cuộc đời chia hai lối. Bỗng một hôm có thìm hồng báo tin vui, tin em lấy chồng. Khi về bên ấy em có nhớ người xưa không? Người tình của tôi xa cách từ bao ngày, tưởng không bao giờ còn nhớ. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn. Thôi tránh nhau chi, chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói mây, xin quên vào dĩ vãng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ là. Đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người
xưa bao lần thấm ướt vai tôi trong những đêm nghẹn ngào. Rồi ngày tháng êm trôi, cuộc đời chia hai lối. Bỗng một hôm có thiệp hồng báo tin vui, tin em lấy chồng. Khi về bên ấy em có nhớ người xưa không? Người tình của tôi xa cách từ bao ngày, tưởng không bao giờ gặp nữa. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn. Thôi tránh nhau chi, chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói mây, cho quên vào dĩ vãng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa. Xưa lớn lớn chôm chôm lý qua phà, chứ không phải là chôm chôm lý ăn qua. Trình bày đi, trình bày đi. Được, cứ nuốt đi đã, cứ nuốt đi, không có là nghẹn đấy. Mà cháu hơi hộp. Anh đi xuống Tây Đô qua Bắc hôm nào, vui mùa kỳ chôm chôm duyên dáng em. Chôm chôm ngọt như là tiếng dao, anh ăn vào nghe nhiều xuyến sao, thương con phà Mỹ Thuận làm sao. Ô em bán chôm chôm nhan sắc hoa khôi, anh đây vốn đơn côi nên muốn quen thôi. Chôm chôm ngọt mơ tình lứa đôi, câu em mời tươi hồng cánh môi, lên con phà Mỹ Thuận mà vui. Tuy bên ngoài e ấp mắc cỡ, nhưng trong lòng như đã gắn bó. Chôm chôm mùa sau chín hay nhớ, anh cau trầu cho nàng làm dâu. Bao năm tháng bon chen nay ghé thăm em, sao không thấy chôm chôm em gái xưa quen. Anh đi tìm có người báo tin, chôm chôm vườn bây giờ vắng tênh, em qua phà theo chồng về kinh. Hát tiếp đi. Hết rồi ạ. Hết rồi ạ? À? Đánh giá thế nào đấy? Dạ báo cáo sếp, thịt gà rất ngon, hoa quả tươi và đặc biệt là thạch natti rất thơm. Đánh giá chất giọng của nó. Ừ, thế. Báo cáo sếp, mải ăn quá em quên chưa ghi. À đây rồi, nhưng mà thôi. Thưa sếp, sếp cứ nhận xét như con trước là được. Thế hả? Dạ, vâng ạ. Trường hợp của chị, xinh gái, mông hơi nét, hát tốt, tôi đánh giá rất cao chất giọng của chị. Vâng. Tuy nhiên phần diễn xuất thì chưa tự tin, cố gắng lên, chị có tiềm năng đấy. Dạ, em cảm ơn ban giám khảo. Yeah. Chưa hết đâu. Bây giờ đến phần câu hỏi kiểm tra về IQ. Về BQ. IQ. À, dạ vâng. Tôi hỏi cậu nhé. Vâng. Trên sân khấu rạp xiếc, vâng, có ba ông hài đang biểu diễn, hỏi sân khấu có mấy người?
Dạ, kính thưa thủ trưởng ban giám khảo ạ, em xin trả lời câu hỏi của em ạ. Trên sân khấu có 3 ông hài đang biểu diễn, tức là đáp án của em là chỉ có 3 người thôi ạ. Mà em xin hỏi thủ trưởng là thủ trưởng sưu tầm được cái câu hỏi này ở đâu mà sao sốt thế? Về khoản IQ của cậu thì hơi ngu, nhưng mà không sao, thật thà là rất tốt. Trên sân khấu chỉ có 2 người. Sao lại có 2 người ạ? 3 ông hài, tức là 2 ông bà. Cậu hiểu chưa? Ừ nhỉ. Chuyện đúng anh nhiều. Không phải gì nhiều. Em không phải gì nhiều cái gì cả. Thế này là như thế nào? Ờ. Có này là có sao đấy. Ui. Hả? Để anh chạy trước. Cái gì? Ôi dồi ôi. Em ơi, đây. Của em đây. Ôi dồi. Em thì làm sao? Ai? Em. Ơi, không phải. Được chưa? Ok. Thế à, thế nào? Nghe tiếng đàn ai rao sáo câu như sống lại hồn cao dâng lầu về Bạc Liêu dẫn tiến ôm lại giấc muốn dàn son một thời để nhớ ngày đó xa. Mặn biển cho muối nhiều bên nước ngọt phù sa rung bồi Bạc Liêu đưa ta tới thăm đồng lúa trái ngàn thời có bay thăm cánh nhìn mỏi mắt này mày ấy, yeah. Trước kia mày sướng rồi, yeah. Thì bây giờ mày mới phải bớt bát nhé. Yeah. Làm cái nghề đại gia ấy là nó phải có lộ trình, yeah. Đúng không? Nhé. Yeah. Khổ trước, yeah. Sướng sau thì nó mới rực rỡ. Cứ như hai bọn tao đây này, hiểu không? Yeah. Cái thằng này mà bây giờ nó sướng có khi nó lại ốm, đồ tử không chết ấy. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Thế thì hai đại gia cho em xin phép. Em ngồi đây em tìm lại cái cảm giác một thời làm đại gia của em đi. Thằng này, yeah. Mày đi xuống bếp kiểm tra xem đồ ăn thức uống thế nào mang lên đây. Dạ, nhanh dạ lên. Em biết rồi nhưng mà em sẽ... Dạ. Em đây, tao bảo này. Dạ. Rui. Dạ, dạ. Rui. Hỗn lão mất dạy. Dạ. Dạ. Âm nhạc nước nhà đến bao giờ mới sánh được cái tầm thế giới? Ừ. Ta chuyển điểm thôi. Hay là mình đánh vào cái tầng lớp mà bình dân ấy. Đấy, chẳng may có đứa nào nó ngoa, nó chửi mình còn đỡ nhục. Ừ. Đúng rồi thầy ạ. Tuổi đời chân đơn côi gót mòn đai lộ buồn. Đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa hôn lắng thầm tư. Đi vào dĩ vãng đường tình không chung lối mang nuối tiếc cho nhau ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò dìu em giấc mộng vừa tròn tình thắm môi nồng đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương nhớ vì mãi bước theo
trong. Em anh hát hay quá như ở trong đĩa. Thế mà không được lên tivi. Ta cứ tưởng lên tivi mà dễ. Tôi nghe nói á là phải có bọn cỏ nó phá nước xe lên thế thì mới được vào tivi chứ. Ôi thôi, thằng quân chuyện nghe ta hát đang hay kìa. Yêu thương không tròn thôi ra từ đi em ơi. Người về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn. Bờ môi tắt hẳn nụ cười giây phút bên nhau. Nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ. Người đi nhớ thương. Có cái vụ gì mà chúng nó bu đông rồi thế? Ui, biết không? Ở trong đấy nhá, có hai con vợ hát sẩm. Ui dồi, nó hát hay thối rồi luôn. Nó đổ bài giã từ. Ui, bà con khóc điên đảo, nguyên văn đấy. Và tôi bảo này, tôi tính này nhá. Rước hai thì mới về chỗ mình, được khối việc với mụ ạ. Mụ thấy thế nào? Về nhà rồi tính. Về nhà lắm, đi về. Rồi, đi về. Trời ơi. Thấy chưa? Rồi. Thằng Hùng Minh đâu rồi? Đây. Ra đây bố bảo. Đấy. 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 Về bên này em lại lặn dàn một quả phi vàng. Ui giời ơi, hay quá. Này, thế bây giờ mày kể cho tao nghe xem là cái tình yêu của chúng mày nó bắt đầu như thế nào mới để nhận ra là cái đâu chứ là mày kể. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mong vàng hai đứa có chi là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp quá dưới túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm được xanh để kết làm anh. Rồi mình xin khóm trúc xin trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thế mà hoa. Đời mình đẹp mãi có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào anh ơi. Túp lều lý tưởng của em và của anh. Đâu đâu nào em ơi. Túp lều lý tưởng từ đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp quá dưới túp lều tranh. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Dạ. Sao chúng mình không còn chung khi biết đôi mình vẫn còn thương. Nhìn nhau không nói nên lời mà như ta cách xa vời. Có ai biết được tình yêu là thế. Lại hồn à.
lối anh đã hẹn nhưng rồi không tới. Ai biết ông trời làm lệ rơi, tại anh không đến nơi hẹn để người ta trông đứng trông ngồi, để người ta chờ rồi ngóng trông ngoài. Nhưng ai biết được nỗi lòng của người đang yêu, lòng buồn thiu những đêm mình vắng nhau, rồi người yêu tìm trong giấc mộng để lòng mình sao còn ngần ngơ. Nắm tay hết giận hết hờn em nhé, xa cách thêm buồn người tình ơi. Mình yêu yêu mãi muôn đời, từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình cách đôi đường. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Thầy khiếp, cái anh rời đánh này viêm béo quá. Thế à? Cho nên là thầy mệt hết cả người. Thầy cho con hỏi, thế cuối cùng từ đầu là như thế nào hả thầy? Dạ vâng ạ. Cái anh rời đánh ấy, anh về anh nhập vào tôi, anh ấy bảo với tôi rằng là anh còn tha thiết sống lắm, thế cho nên tôi mới điều động mấy thằng âm binh đến bóp cổ chết luôn. Ôi thế trời à? Ơi thầy ơi, thế nhà con chết rồi thầy. Chết rồi, chết rồi. Ôi, mừng quá mà con không phải đi mất nữa rồi thầy. Thầy ơi, thế là bạn con chết thật rồi à thầy? Chết thật rồi. Thầy ơi, phấn khởi quá, ấm cúng quá thầy ơi. Thế là con không bị mất 2 triệu mốt cho lão ấy vay à? Chả có tí giấy tờ mẹ gì thầy ơi nào. Thầy ơi, cảm ơn ông nhé, ấm cúng quá. Mà tôi không nói cái nhà chị nhá. Dạ. Chúng quy là tại nhà cái chị này. Vâng. Đáng nhẽ ra là rồi đánh vỡ cái alo của chị. Vâng ạ. Nhưng thế nào lại đánh nhầm với anh này? Anh này là chết oan đấy. Thế à? Sao lại thế hả thầy? Vì cái mồm của chị, sướng cũng kêu giỏi, khổ cũng kêu giỏi, cái việc ân ái vợ chồng thì phải giấu nó đi. Vâng. Đằng này thì đêm này còn khoe ra cơ. Này còn, ôi trời ơi, sướng quá trời ơi, khoe ông ấy. Ông ấy đã không được cái gì, ông ấy cú, ông ấy đánh cho là phải. Thầy, may thầy quá. May là mày con vợ nhà con mỗi lần lâm trận ý thì mắt nó lại lắc sạch đi, răng nó nghiến kẹt kẹt ấy. Nhìn thì trông hơi ghê nhưng mà được cái nó không gọi rời. Ông cúng quá. Này cái chị nhà anh là cực kỳ khôn luôn. Vâng. Đấy, nó có cái tính keo kẹt. Vâng. Nhưng được cái là tế nhị. Ông cúng quá. Con hứa là lần sau con rút kinh nghiệm. Tế nhá. Đúng bà rồi. Nhớ đấy nhá. Sướng mấy thì sướng thì cũng phải cố gắng trợn mắt nghiến răng. Đúng rồi. Chứ mà cái kêu rời lên là chết đấy. Đúng. May là có thầy cao tay. Chứ không thì bây giờ là môi răng không có để mà nghiến nhá. Thầy thế khi nào nhà con sống lại ạ? Cái đấy là lại phải tùy thuộc vào cái đám âm binh của tôi. Đấy, nếu mà nó được ăn no thì là rất nhanh, còn mà đói là chậm lâu đấy. Rất lâu. Thầy hỏi xem anh em âm binh họ ăn gì để gia đình con còn chuẩn bị cho nó ấm cúng. Thì cứ xôi gà thôi, xôi gà. Xôi gà. Xôi gà thì ôi giời, thoải mái luôn. Thoải mái gì? Thoải mái thì thịt nhiều gà vào, nấu nhiều xôi vào. Đấy. Vâng, được cả. Thọ đây. Dạ. Thọ. Đi vào đây. Anh chỉ đạo em cái gì ạ? Này. Dạ. Trong nhà có bao nhiêu gà thịt tất, vâng, nhá. Có bao nhiêu gạo đem nấu sôi hết. Đúng. Nhá, để cho anh em âm binh họ ăn không họ đói nhá. Vâng. Ấm cúng, hiểu chưa? Dạ. Này. Dạ. Tôi dặn gia đình một điều quan trọng như thế này. Cái anh bị rời đánh này, anh sẽ sống lại sau 2 ngày nữa. Nhưng bây giờ gia đình là luôn luôn phải túc trực 24/24 để trông tay anh ấy. Vì là kẻ cắt nó rất dễ lấy tay của anh ấy. Dạ, lấy tay để làm gì ạ? Lấy được cái tay của thằng bị xét đánh dùng vào việc đi ăn trộm thì không bao giờ sợ bị bắt. Đấy, có nhà đấy,
chôn xuống rồi mà nó còn moi lên nó chặt đấy. Ui giời ơi, nguy hiểm thế. Nguy hiểm. Thôi này, tôi mệt vì cái anh này quá rồi. Thế nên là bây giờ xin phép cho tôi mượn cái chỗ ngồi một tí. Vâng ạ, mời thầy cứ tự nhiên ạ. Tôi tự rước nha. Vâng ạ, mời thầy ạ. Anh ơi, chào nhé. Phấn khởi. Chú nghe rõ chưa? Dạ. Bây giờ như thế này nhá, anh cử chú làm trưởng ban trông tay xác chết, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Thế thì còn gì bằng ạ. Anh Tĩnh à? Sao? Anh cho em toàn quyền sử dụng điều động nhân sự cấp dưới nhá. Triển khai luôn đi. Dạ vâng ạ. À mà này, nhớ thịt gà luôn đi cho nó ấm cúng.